Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ngắm hoa nha mọi người. Đây là cái hoa dâm bụt màu trắng nè mọi người. Lần đầu tiên mình thấy luôn đó. Nhìn cái hoa này nó lạ lạ á. Cái màu nó lạ thôi chứ không có gì lạ vậy. Ở bên Đài Loan này nó nhiều loại hoa dâm bụt lắm. Nó giống như nó đi đột biến hay sao á. Nó ra nhiều màu sắc, nó lai tạo sao ra nhiều màu sắc đẹp dữ lắm luôn á. Còn cái này hình như là cỏ đuôi chồn á mọi người, nó có màu tím tím, nó cũng có những cái cành nó màu trắng á, màu tím, nhìn hay hay, nhìn đẹp. Nói chung mình rất là thích cái loại cỏ này ha. Mình nhớ hình như cái cỏ này nó chỉ mọc hình như vào từ mùa hè cho đến tính gần tới Tết á, còn cái mùa đông hình như mình không thấy, chắc mùa đông nó sống không nổi hay sao đó, nó chết. Nhìn có lông lông, nhìn đã nó sợ luôn vậy. Ở trong trường mình thấy có duy nhất có một bụi cỏ này luôn đó mọi người. Hình như mình lúc trước mình đi ỉ lãm á, mình thấy cỏ nó nhiều lắm. Còn này hình như là dây leo hoa gì màu tím tím, ủa lộn, màu hồng hồng nè, nhìn đẹp quá hả. Nhưng mà mình không biết nó là hoa gì luôn á. Sao cái lá cái thân thì giống như dạng như khoai khoai tây mà dây leo á. Còn cái hoa thì nhìn giống cái trái thù lù gì đó, nhưng mà trái thù lù nó không phải màu hồng nha. Còn cái hoa này hoa gì mình cũng không biết tên luôn nữa, nhưng mà nó hơi tím tím, nó cũng dạng dây leo á, nó bò lên cây tre hay cây trúc gì đó. Mình thấy dọc đường này mình có nè, nhìn nó cũng khá là đẹp luôn á. Một cái chùm hoa li ti á, hoa nó nhỏ nhỏ à, thì mình quay gần mình thấy nó lớn, nhưng thật ra nó có chút xíu xíu rồi nha. Nhìn nó sao ta, dễ thương á, nhỏ nhỏ thì nó dễ thương á. Cái chỗ này gió mạnh quá à, nó thổi cái cánh hoa đu đưa nguyên cái cành hoa luôn, nhìn khó quay quá à. Gió thổi dập 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 nè. Ấy, khó quay quá hả. Trời ơi. Nhẹ nhẹ lại đi, trời ơi, gió mạnh quá à. Quay không có đẹp. Được rồi, bớt 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 gió rồi ha. Phát hiện đây là dây hà thủ ô nè. Dây hà thủ ô nè. Phía trên này có hoa dâm bụt đẹp quá nè, để quay nha. Trời ơi, hoa dâm bụt quá, cái màu nó đẹp quá hả. Bên trong hồng hồng, bên ngoài trắng trắng, nhìn đẹp quá hả. Còn này là cỏ, như là cỏ đường. Để mình chụp hình cái hoa dâm bụt này đi ha. Ê, một cánh đồng rau muống luôn. Hôm nay mình chạy ngang được nguyên một cánh đồng rau muống luôn mọi người. Cái này là rau muống dại, rau muống trồng ha. Nhìn rau muống cái thèm dưa chua rau muống. Cái này rau muống cái thân nó to to không nè. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Gần cái chỗ ăn sáng này có một cái cây mai vàng, bên đây nó cũng có trồng mai vàng nữa nè. Ý, có một cái bông mè có hai ba con nha, như là có ông ruồi á. Đây, có một cái bông mà hai ba con ông ruồi nó vô nó hút mật á. Còn đây là hoa tím nè mọi người. Cái hoa tím này đẹp quá à. Hoa dại. Nó giống rau muống đồng của mình á, bên Việt Nam á. Đây, giống. Nhìn đẹp quá à. Cái màu tím nhìn mộng mơ ha. Bây giờ đói bụng quá, giờ chị đi ăn chiều cho mọi người. Đây là bữa cơm chiều nay của mình nha. Đây, cơm chiều nay mình có này đây. Có bông cải nè, có canh canh cải, canh củ cải với xương hầm, rồi có canh ngọt là gì chè đậu xanh, rồi có thêm được trái cam nữa. Này còn có hình như là bông cải nè, rồi có sợi mì, rồi có thịt sườn heo, có cá, có hình như cái kia là cải bó xôi xào gì đó, rồi thêm hình như là dưa leo xào thịt nữa. Đây.
Thì nay mình thật là no nê rồi đó. Giờ mình ăn nha mọi người. Tôm cải này nha. Khá là tươi á. Giờ mình ăn thử một miếng củ cà gót nha. Mình chúc mọi người có buổi cơm ngon miệng nha. Giờ mình ăn nha. Một phút 30 giây sau, mình đã ăn hết cái dĩa rồi mọi người. Bây giờ còn canh thôi, hai loại canh ha. Canh mặn và canh ngọt. Nhưng mà no quá, làm sao ăn đi ta. Giờ để mình ăn thử một miếng canh ngọt đi, coi cái vị nó làm sao nha. Chứ ổng hỏi mình tạ bao mình đem về. Canh chè, canh ngọt của Đài Loan. Nó không có ngọt lắm. Người Đài Loan họ ăn cái gì cũng nhạt hết trơn á ha, mà cũng không có nước cốt dừa luôn ha. Thế họ ăn canh đậu xanh này nè, để giống như để giải nhiệt cho nó mát vậy đó. Có khi mình thấy họ nấu canh nấm tiết với hạt sen nè, rồi có khi canh đậu đỏ nữa, mà bữa nay là canh đậu xanh ha. Giờ mình thử miếng canh mặn cái cả. Canh mặn cũng vậy luôn á mọi người, nó không có đậm đà vậy, cho nó nhạt nhạt vậy đó. Thôi bây giờ mình sẽ ăn canh mặn đi ha, còn canh ngọt chắc lát nữa mình sẽ bỏ bọc mình mang về ha.